Xin kính chào quý khán giả của An Tâm Sống Khỏe. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với video ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường xem táo là loại trái cây hào hạng nhất trên thế giới, thậm chí còn được xưng tụng là bác sĩ đa khoa. Thế nhưng gần đây, nhiều người đánh giá có một loại quả còn đặc biệt hơn cả táo và được mệnh danh là dược vương trong tất cả các loại trái cây, được nhiều người dân có tiền săn đón và mua về bảo quản ăn dần. Đặc biệt là ở Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đang sôi sục săn lùng và tìm kiếm. Đó chính là trái chanh leo hay nhiều nơi còn gọi là chanh dây. Ngoài hương vị thơm ngon, hấp dẫn, chanh leo còn là một trong những loại trái cây dinh dưỡng. Thế nhưng, lợi thì luôn đi kèm với hại. Ở Việt Nam, đa số chanh leo được dùng làm nước giải khát hay làm gia vị thêm cho một số món salad. Tuy nhiên, nếu như sử dụng chanh leo không đúng cách, thì nó sẽ gây ra những nguy hại khôn lường đến sức khỏe. Hãy theo dõi ngay video ngày hôm nay của An Tâm Sống Khỏe để lường trước được những nguy hiểm có thể gặp nếu dùng chanh leo sai cách. Chanh leo hay còn được gọi là chanh dây có nguồn gốc từ Brazil, du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ 20. Đây là loại quả rất đặc biệt, hình cầu, khi chín có màu mận tươi. Ruột chanh leo màu vàng có vị chua thanh, hương thơm hấp dẫn. Chanh leo được đánh giá là một trong những loại trái cây bổ dưỡng với nhiều dưỡng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn góp phần dưỡng da mịn màng hơn. Chanh leo chứa nhiều loại axit amin như tyrosine, glycine, valine phù hợp với những người bị suy nhược cơ thể. Chanh leo rất giàu vitamin A và vitamin C, có tác dụng chống lão hóa da, cải thiện thị lực, có lợi cho hệ tim mạch, tốt cho phụ nữ đang mang thai và những người bị chứng mất ngủ. Chanh leo rất giàu chất xơ, protein và các khoáng chất, vitamin cần thiết khác, không gây béo phì, giảm nhức đầu, phù hợp với những người bị bệnh cao huyết áp. Đặc biệt, chanh leo rất tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng táo bón. Bên cạnh đó, các dưỡng chất có trong chanh leo giúp ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Tuy nhiên, chanh leo dù tốt đến đâu cũng cần được sử dụng hợp lý, nếu không sẽ đem lại nhiều tác hại cho sức khỏe. Nếu chúng ta dùng quá nhiều và thường xuyên sẽ dẫn đến những tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, người đờ đẫn, gây chóng mặt và loạn nhịp tim. Các nhà nghiên cứu cho rằng dưỡng chất của chanh leo nằm nhiều ở lớp màng nhầy hay còn gọi là ở lớp áo hạt. Hạt chanh leo không chứa một chất dưỡng chất nào, thậm chí còn tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa của cơ thể. Bên cạnh đó, một số thành phần trong chanh leo có thể gây phản ứng với các loại thuốc an thần và thuốc kháng histamine, tăng cảm giác gây buồn ngủ. Riêng với thuốc chống đông, chanh leo có thể khiến gây chảy máu nhiều hơn. Vì vậy, phụ nữ mang thai hoặc các bà mẹ đang cho con bú nên hạn chế sử dụng loại quả này. Dưới đây là những tác dụng phụ nếu bạn lạm dụng quá loại quả này hay sử dụng không đúng cách mà mọi người nên lưu tâm. 1. Khi ăn quá nhiều chanh leo. Nếu sử dụng chanh leo quá nhiều và thường xuyên sẽ dẫn đến những tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, người đờ đẫn và nôn mửa. Đôi khi nó còn khiến bạn cảm thấy chóng mặt và loạn nhịp tim. Bởi vậy, hãy sử dụng chanh leo với một lượng vừa phải và nhớ luân phiên với các loại hoa quả khác để có thể bổ sung nhiều loại dưỡng chất khác cho cơ thể. Ăn chanh leo cả hạt. Nhiều người biết rằng dưỡng chất của chanh leo nằm nhiều ở lớp màng nhầy bám quanh hạt hay còn gọi là áo hạt. Vì thế, họ có thói quen ăn luôn cả hạt để tận dụng tối đa nguồn dưỡng chất này. Tuy nhiên, trong hạt chanh leo không hề chứa một loại chất nào. Hơn nữa, nó còn là vật liệu cứng khó tiêu hóa nên có thể đem lại gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa của bạn. Nếu ăn quá nhiều hạt chanh leo sẽ khiến cho những hạt này không đào thải ra ngoài được. Trong quá trình di chuyển, nếu hạt này vô tình rơi vào túi thừa của ruột già sẽ khiến bạn bị viêm ruột thừa hoặc viêm túi thừa ruột già. Khi đang uống thuốc, các chất trong chanh leo có thể tương tác với một số loại thuốc như thuốc an thần và thuốc kháng histamine hoặc một số thảo dược. Nó còn khiến tăng nguy cơ chảy máu vì tương tác với thuốc chống đông. Vì vậy, chú ý không sử dụng chanh leo khi đang sử dụng các loại thuốc trên. Khi đang có bệnh, nếu bạn có bệnh dị ứng hoặc viêm loét dạ dày thì phải thật cẩn trọng khi dùng chanh leo vì những lý do sau. Chanh leo có thể gây ra các phản ứng như nổi mề đay, khó thở, hen suyễn, phù mạch máu.
Đồng thời, chanh leo có nhiều axit hữu cơ có thể gây tổn thương cho người bị viêm loét dạ dày. Bên cạnh đó, chanh leo cũng có thể gây ra một số bệnh nếu ăn quá nhiều như sau. Gây bệnh sỏi thận. Đối với những người bị viêm loét dạ dày, nếu sử dụng nhiều và thường xuyên chanh leo, các axit hữu cơ chứa trong đó sẽ có nguy cơ làm xuất hiện sỏi thận. Dễ gây dị ứng. Nếu như bạn sử dụng chanh leo không điều độ, có thể bị nổi mề đay, khó thở, thậm chí là phù mạch máu. Bên cạnh đó, sử dụng quá nhiều chanh leo có thể gây tác dụng phụ như bị nôn mửa, người cảm thấy mệt mỏi, thiếu minh mẫn. Dễ bị viêm ruột thừa. Khi các bạn nuốt quá nhiều hạt chanh leo trong một thời gian dài, thường xuyên, bạn sẽ dễ bị viêm ruột thừa hoặc viêm túi thừa ruột già. Nguy cơ bị chảy máu và gây buồn ngủ. Khi dùng chanh leo không đúng cách, một số thành phần có trong chanh leo có thể gây phản ứng với các loại thuốc an thần và một số loại thảo dược, tạo cảm giác luôn thèm ngủ. Riêng với thuốc chống đông, chanh leo có thể khiến chảy máu nhiều hơn. Khi bạn có những triệu chứng kể trên thì cần tìm gặp ngay bác sĩ để được thăm khám và điều trị nhanh chóng kịp thời. Khuyến cáo không nên sử dụng chanh leo với mức độ quá nhiều cho phụ nữ mang thai hoặc bà mẹ đang cho con bú. Chanh leo là một loại quả rất đặc biệt, mang trong mình bóng dáng của hương chuối, dứa, lựu và chanh. Chính vì thế mà loại quả này được ví là quả trăm mùi hương và là vua của nước trái cây. Người ta đã chứng minh trong chanh leo có đầy đủ nguồn vitamin A, C, sắt, kali và các thành phần dinh dưỡng khác, cũng như các hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Hạt chanh leo là một nguồn chất xơ tuyệt vời. Chính chất cơm nhảy bao quanh hạt làm cho chanh leo có mùi thơm đặc biệt. Chanh leo xứng đáng là quả nồng nàn với màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon. Chỉ cần cẩn thận trong quá trình sử dụng là mọi người có thể tận dụng được rất nhiều công dụng của loại quả dược vương này. Trên tờ Hoàn Cầu, dẫn một nguồn nghiên cứu đăng tải trên Hàng Châu Nhật báo so sánh rằng một quả chanh leo có giá trị tương đương với 10 quả táo. Kỳ thực, chanh leo là loại trái cây giàu axit amin cần thiết cho nhu cầu của cơ thể con người, bao gồm một loạt các vitamin và carotenoid phù hợp cho các đối tượng từ trẻ nhỏ đến người già, giúp nhóm trung niên duy trì sự trẻ trung, chống lão hóa. Người bình thường có thể ăn đều đặn để tăng cường sức khỏe và cải thiện khả năng miễn dịch. Học sinh, sinh viên ăn món này có thể tăng cường trí nhớ, giúp việc học hành được thuận lợi hơn. Đây cũng được xem là một thực phẩm có tác dụng hạ huyết áp tự nhiên hiệu quả, an thần, giảm mất ngủ, thải độc và chữa trị các bệnh về tiêu hóa, bệnh trĩ vô cùng kỳ diệu. Những tác dụng cụ thể của chanh leo. Hạ huyết áp. Chanh leo chứa nhiều chất xơ và vitamin có thể làm giảm huyết áp. Bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp được khuyên là nên chọn loại trái cây này để ăn thường xuyên. An thần, hỗ trợ giấc ngủ. Chanh leo được xem là loại thuốc an thần tự nhiên tốt nhất trong nhóm hoa quả, bởi nó có tác dụng giống như thuốc ngủ, giúp cơ thể có thể nhanh chóng được du ngủ và chìm vào giấc ngủ sâu. Những người có bệnh về tinh thần như lo lắng, mất ngủ, tâm trạng căng thẳng thì nên thường xuyên ăn chanh leo để xoa dịu tinh thần và cải thiện tình trạng bệnh nhanh chóng hơn. Thải độc, loại bỏ cặn bã thừa trong cơ thể. Nghiên cứu phát hiện ra rằng chanh leo có tác dụng chữa bệnh cao, đặc biệt là có tác dụng mạnh trong việc vệ sinh đường ruột và giữ cho hệ thống thần kinh trở nên thăng bằng hơn. Theo nghiên cứu, khi ăn chanh leo, những chất cặn bã và độc hại tích tụ trong đường ruột sẽ được tẩy một cách tự nhiên và bài tiết ra ngoài, ngăn chặn vi khuẩn có hại sản sinh trong đường ruột, có tác dụng trị liệu kỳ diệu đối với người có bệnh viêm dạ dày, viêm đại tràng, các bệnh liên quan đến tiêu hóa và trĩ. Giữ nhan làm đẹp. Chanh leo rất giàu protein, chất xơ, vitamin và hơn 100 loại chất lành mạnh khác. Ngoài tác dụng giải độc để giữ nhan, làm đẹp da, chanh leo còn có thể thanh nhiệt giải độc cho toàn bộ cơ thể. Từ đó, hỗ trợ tốt cho việc chống lão hóa, có hiệu quả trong điều trị mụn trứng cá và các loại bệnh phát triển ngoài da. Cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào. Theo Medical News Today, chanh leo rất giàu dinh dưỡng với hàm lượng vitamin A cao, rất tốt cho da, thị lực và hệ miễn dịch, và vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng.
Trong 100g chanh leo đã bỏ hạt có 29 vitamin A, 63mg kali, 5mg magie, v.v. Ngoài ra, chanh dây cũng chứa phốt pho, niacin và vitamin B6 giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Chanh leo rất giàu dinh dưỡng với hàm lượng vitamin A cao rất tốt cho da, thị lực và hệ miễn dịch và vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng. Rau chất chống oxy hóa. Chanh leo rất giàu chất chống oxy hóa là những hợp chất giúp loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho hệ thống cơ thể khỏe mạnh. Các nhà khoa học nhận định, chất chống oxy hóa cải thiện lưu lượng máu, đặc biệt đến não và hệ thần kinh. Chúng cũng giúp làm giảm viêm trong cơ thể và giảm căng thẳng tế bào. Cả hai đều hữu ích trong việc phòng tránh và điều trị một số bệnh như bệnh tim và bệnh Alzheimer. Giúp xương chắc khỏe. Chanh dây rất giàu nguồn khoáng chất như magie, sắt, canxi và phốt pho có thể hỗ trợ cho sức khỏe của xương. Những khoáng chất trong chanh dây khi kết hợp với các nguồn khoáng chất dồi dào khác trong rau xanh và sữa có thể giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. Tốt cho người muốn giảm cân. Chanh leo là một trong những loại trái cây hoàn hảo để giảm cân vì nó có lượng calo, chất béo và natri thấp. Mỗi khẩu phần chanh leo có 97 calo. Ngoài ra, nó cũng có hàm lượng chất xơ cao thúc đẩy cảm giác no của dạ dày, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn. Chanh leo được xem là trái cây có thể dễ chế biến vô cùng đa dạng, làm thành nhiều món ăn và đồ uống khác nhau. Để nước chanh không bị thất thoát, khi bổ nhớ cắt ngang ở quả rồi tách nhẹ ra để giữ nguyên hạt, sau đó mới nạo lấy hạt để sử dụng. Có nhiều cách ăn nhưng phổ biến nhất vẫn là cách chế biến chanh leo đơn giản như sau. Pha nước uống, gỡ hạt chanh leo cho vào cốc, thêm nước ấm và một chút đường hoặc mật ong, chờ khoảng 5 phút để hỗn hợp hòa quyện vào với nhau là có thể uống. Ăn trực tiếp, gỡ hạt chanh trộn với đường hoặc mật ong, sau đó ăn trực tiếp. Hương vị thơm ngon, hơi chua chua ngọt ngọt, rất phù hợp để bạn ăn hàng ngày. Làm món trang trí, nạo hạt và cho lên các loại đồ ăn, uống khác như bánh kem, sữa chua hoặc các loại đồ tráng miệng giải khát, nấu cùng với các món ăn. Gỡ hạt để vào bát, khi chế biến thành các nhiều món ăn như nấu canh, hầm, sốt, có thể thêm vào thức ăn khi gần chín để tăng thêm hương vị chua ngọt. Làm gia vị cho nước trái cây. Nạo hạt để xay thành sinh tố hoặc ép lấy nước để pha thành các món đồ uống, phổ biến ở các quán cà phê hoặc giải khát nhẹ. Kết hợp cùng mật ong, đường, sữa chua hoặc bất cứ loại hoa quả nào sẽ tạo ra hương vị vô cùng mới lạ. Lưu ý, đây là loại trái cây có vị chua nên những người mắc bệnh viêm loét dạ dày, bệnh về tiêu hóa thì nên ăn uống vừa phải và cẩn thận. Chanh leo là loại cây dễ tìm nhất trong những giống cây ăn quả có thể trồng xung quanh nhà bạn. Đây là loại trái cây không kén đất và thời tiết, cũng không cần quá nhiều diện tích. Bạn chỉ cần trồng nó ở một khoảng đất nhỏ, trong một chiếc chậu trên ban công cũng đủ, miễn là nơi có giàn để treo lên. Chanh leo có thể chịu được nhiệt độ nóng mùa hè cũng như lạnh mùa đông. Chỉ cần một hạt giống chanh leo mọc mầm lên là bạn sẽ có một dàn chanh leo mát mẻ, sum suê phía trên đồi. Chanh leo cũng là giống cây có thể giao hoa quả quanh năm cho thu hoạch trái cây tương ứng. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm mà chanh leo có thời gian kết quả dài ngắn khác nhau. Ví dụ, trong tháng 5 và tháng 6 thì cây chỉ khoảng 40 đến 60 ngày là có thể cho thu hoạch quả chín. Nhưng nếu vào tháng 7 và tháng 8 ra hoa thì phải đến 60 đến 80 ngày mới cho thu hoạch được. Sau đó thì tháng 9 ra hoa mất 80 đến 90 ngày mới cho trái. Còn tháng 10 ra hoa hoặc ra hoa muộn hơn thì phải chờ tới hơn 90 ngày thì mới được hái quả. Cách lựa chọn, bảo quản và sử dụng chanh leo. Bạn nên lựa chọn những quả chanh leo có màu sắc tươi tắn, các quả đều nhau, không bị thâm đen, có mùi thơm dịu, bóp nhẹ chanh leo thấy hơi cứng là được. Muốn bảo quản chanh leo tốt, bạn cần rửa sạch, để ráo nước từ 5 đến 10 phút rồi buộc chặt vào túi ni lông để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Lưu ý là trong trường hợp nước chanh leo đã được pha chế sẵn,
Muốn giữ mát trong tủ lạnh, bạn cần bọc giấy kính trong, lên miệng cốc và nên sử dụng trong vòng 24 giờ. Mỗi ngày, bạn chỉ nên dùng từ 1 đến 2 quả chanh leo, nên chia lượng nhỏ dùng trong ngày để tránh tình trạng bị dị ứng hay tác dụng phụ. Cách tốt nhất là bạn nên lọc bỏ những hạt chanh leo, chỉ giữ phần ruột chanh để tránh những nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Bạn cũng có thể sử dụng chanh leo một cách đa dạng trong việc làm ra các món ăn hấp dẫn như làm bánh, thạch chanh leo hoặc biến tấu thành các loại nước giải khát hấp dẫn để tận dụng được những lợi ích tuyệt vời từ chanh leo với lượng dùng phù hợp nhất. Không khan hiếm như ở nước bạn, chanh leo được bán ở Việt Nam với giá rất rẻ. Chỉ cần ra ngoài chợ hay là vào siêu thị là quý vị và các bạn đã có thể mua chanh leo về để sử dụng. Mong rằng sau khi xem xong video này, mọi người sẽ không bỏ lỡ loại quả cực kỳ tuyệt vời này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của An Tâm Sống Khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.